Nga phá tàu gửi vũ khí cho Ukraine, UAV tấn công kho đạn ở tỉnh Krasnodar. Tổng thống Zelensky ấn định thời gian kết thúc xung đột với Nga. IAEA kêu gọi Nga làm điều không tưởng ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Chuyên gia quân sự tiết lộ sự thật chấn động về chất lượng của máy bay F-16. Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow, Bắc Kinh không cần lập liên minh quân sự. Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái UAV, tên lửa và lực lượng pháo binh của nước này đã phá hủy hai kho đạn của Ukraine và tấn công một tàu chở tên lửa, đạn dược phương Tây cung cấp cho Ukraine. Moscow không cho biết con tàu bị hư hại nặng nề như thế nào, cũng như nơi xảy ra vụ tấn công, dù Ukraine chủ yếu dựa vào tuyến đường biển Đen và sông Danube để tiếp nhận các chuyến hàng từ đường biển. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao và UAV vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine liên kết với khu phức hợp công nghiệp quốc phòng, cũng như các xưởng sản xuất UAV và khu vực phát triển quân sự. Thông cáo cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công. Trong khi các quan chức Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Moscow về vụ tấn công tàu chở vũ khí, truyền thông địa phương đã đưa tin về các vụ nổ ở Kharkov, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy, Kadivoro và một số thành phố khác. Moscow nhiều lần tuyên bố bất cứ lô vũ khí viện trợ nào từ nước ngoài vào Ukraine hay chuyên gia quân sự nước ngoài đều bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga. Nga cũng cáo buộc phương Tây trên thực tế đã trực tiếp tham gia cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và các nước đồng minh đều bác bỏ. Ngoài ra, Moscow tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, đặc biệt trước thêm mùa đông nhằm làm suy giảm khả năng tác chiến của quân đội, thách thức ý chí của Kiev. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sipiha đã dẫn thông tin tình báo nội bộ cho biết Moscow sắp thực hiện các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Ukraine. Ngoại trưởng Sipiha cảnh báo, thiệt hại đối với các cơ sở này có nguy cơ cao xảy ra sự cố hạt nhân gây hậu quả toàn cầu. Cơ quan đặc biệt của Ukraine đã thông báo cho các đối tác của Kiev và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về mối đe dọa có thể xảy ra. Ngoại trưởng Sipiha nhấn mạnh, công thức hòa bình của Ukraine có một điều khoản về đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân. Chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức quốc tế và các quốc gia tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc ngăn chặn kịch bản này xảy ra. Ngày 20 tháng 9, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISPK có trụ sở tại Mỹ nhận định chính quyền Nga đã biết về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công trong tương lai của quân đội Ukraine AFU ở khu vực Kursk trong nhiều tháng, nhưng không thực hiện các biện pháp thích hợp để giải quyết các mối đe dọa này. Guardian trích dẫn các tài liệu của chính phủ và quân đội Nga RFAF bị lực lượng Ukraine thu giữ tại Kursk cho biết lực lượng Moscow đồn trú tại vùng này đã nhiều lần cảnh báo các chỉ huy quân sự về khả năng Kiev sẽ tấn công bắt đầu vào cuối năm 2023. Các tài liệu mà Guardian đã tiếp cận nhưng chưa được xác minh độc lập cho thấy Bộ Chỉ huy quân sự địa phương đã nhiều lần ra lệnh huấn luyện bổ sung cho các đơn vị đang bảo vệ khu vực Kursk, xây dựng thêm các công sự, chuẩn bị chiến hào và vũ khí để chuẩn bị đối phó với một chiến dịch trong tương lai của Ukraine. Một tài liệu lưu ý, tính đến tháng 6, các đơn vị quân đội Ukraine đồn trú dọc biên giới chỉ có trung bình từ 60% đến 70% quân số theo biểu biên chế và chủ yếu là quân dự bị được đào tạo kém. Báo cáo viết, có vẻ như Nga không có nỗ lực đáng kể nào để tăng cường khả năng sẵn sàng của các đơn vị tại các khu vực biên giới vùng Kursk hoặc xây dựng thêm các công sự dọc theo biên giới, và chính quyền Nga có thể đã chọn cách bỏ qua những yêu cầu này do tính toán sai lầm về khả năng tiến sâu vào vùng Kursk của Ukraine. Báo cáo nêu rõ, các tài liệu này ủng hộ đánh giá gần đây của ISPK rằng lực lượng Kiev đã đạt được bất ngờ trong cuộc xâm nhập vùng Kursk, mặc dù chính quyền Nga được báo cáo về nguy cơ. ISPK nhận định, mặc dù lực lượng Moscow có thể biết về nhiều điểm dọc theo biên giới nơi Ukraine có thể phát động một cuộc tấn công, nhưng lực lượng Kiev có thể đã khai thác sự không chắc chắn về ý định và khả năng hoạt động của họ để đạt được bất ngờ. AFU cũng được cho là đã thử nghiệm các phương pháp sáng tạo kết hợp các hoạt động trên bộ và hệ thống không người lái mà ISPK sẽ không nêu chi tiết để duy trì an ninh hoạt động của Ukraine. Báo cáo viết, chiến dịch của Ukraine ở khu vực Kursk chứng minh rằng vẫn có thể bất ngờ ngay cả trên một chiến trường có phần trong suốt, nơi Nga có thể quan sát được hoạt động tập trung lực lượng nhưng không thể nhận ra một cách đáng tin cậy ý định và khả năng tác chiến của đối phương. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 20 tháng 9 của ISPK như sau. Thứ nhất, trong chuyến thăm Kiev hôm 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố việc thành lập hai cơ chế tín dụng mới cho Ukraine, trị giá lần lượt lên tới 35 và 45 tỷ euro.
Thứ hai, quân đội Nga đã có những bước tiến gần Vovchansk, Kremenaya, Toretsk và Pokrovsk, trong khi AFU gần đây đã giành lại các vị trí đã mất ở Vovchansk và Sevesk. Thứ ba, truyền thông nhà nước Nga ngày càng chú ý đến sự tham gia của công dân nước ngoài và các hoạt động quân sự của nước này tại Ukraine, có thể là nhằm trấn an công chúng trong nước rằng Moscow tiếp tục tuyển đủ quân và sẽ không cần phải công bố một đợt động viên khác. Ngày 20 tháng 9, tại một cuộc gặp gỡ với cư dân địa phương tại thành phố Niedergodorf, bang Brandenburg, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố Ukraine sẽ không nhận được loại tên lửa Taurus với tầm bắn lên tới 500 km. Thủ tướng Scholz nói, mặc dù phải chịu sức ép từ các đồng minh phương Tây, nhưng tôi sẽ không chuyển giao tên lửa hành trình có khả năng vươn xa tới Moscow cho Ukraine. Tôi nhắc lại rằng chúng tôi sẽ giữ vững lập trường này. Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine. Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine chỉ sau Mỹ, đã cam kết viện trợ hơn 28 tỷ euro vũ khí sát thương cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu. Chính quyền Berlin dự kiến sẽ phân bổ thêm khoảng 397 triệu euro viện trợ quân sự bổ sung ngắn hạn cho Kiev. Trước đó, ngày 19 tháng 9, chính phủ Đức thông báo đã chuyển 22 xe tăng Leopard 1A5, 61.000 viên đạn 155mm, 3 pháo phòng không tự hành Gepard cùng các phụ tùng thay thế và nhiều thiết bị khác trong đợt chuyển giao viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine. Chính quyền Kiev từ lâu đã đề nghị Berlin cung cấp hệ thống Taurus, một trong những tên lửa tầm xa mạnh nhất, nhưng nhận được phản hồi không chắc chắn và sau đó là những lời từ chối nhất quán của Đức. Taurus là tên lửa hành trình do Đức, Thụy Điển cùng hợp tác sản xuất, được thiết kế để tấn công các mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất và được bảo vệ chặt chẽ, chẳng hạn như các trạm chỉ huy và cầu. Tên lửa hành trình Taurus có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly tới 500 km, vượt xa khả năng của các hệ thống tầm xa khác của phương Tây mà Ukraine đang sử dụng. Tờ Kiev Independent cho biết, trước đó Đức theo sau Mỹ đi tiên phong trong việc bàn giao hệ thống phòng không Patriot đầu tiên vào đầu năm 2023 và các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard cho Ukraine. Khi Kiev phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh biên giới quốc của Nga, chiến dịch này đã nhận được sự ủng hộ từ Berlin. Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố Ukraine được tự do lựa chọn các loại vũ khí để sử dụng bên trong lãnh thổ Nga để tự vệ phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, chính quyền Berlin hiện vẫn tiếp tục từ chối yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp mảnh ghép cuối cùng, đó là tên lửa Taurus, có thể nhắm vào quân đội Nga ở hậu phương. Theo nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oslo, ông Fabian Hoffmann, kịch bản ác mộng đối với Thủ tướng Đức Olaf Scholz là Ukraine sẽ sử dụng tên lửa Taurus để tấn công các mục tiêu nhạy cảm về mặt chính trị bên trong Nga. Chuyên gia Hoffmann nói, Thủ tướng Đức lo ngại rằng điều này có thể leo thang cuộc xung đột hiện tại và đẩy Berlin vào tình thế thù địch trực tiếp với Nga. Về cơ bản, điều này có nghĩa là ông Scholz bị hạn chế do thiếu ý chí chính trị, bắt nguồn từ việc thiếu niềm tin vào giới lãnh đạo Ukraine để không thất hứa bất kỳ cam kết nào. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc Berlin từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev có liên quan đến việc Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức, ông Zelensky nói, theo tôi hiểu, Thủ tướng Scholz nói rằng Đức không phải là một quốc gia hạt nhân và tên lửa Taurus là hệ thống vũ khí mạnh nhất ở Đức. Trong những bình luận gần đây, Tổng thống Putin tuyên bố rằng việc bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa chống lại các mục tiêu bên trong Nga có nghĩa là NATO đang có giao tranh với Moscow. Ngoài hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATAK do Mỹ cung cấp, Ukraine còn nhận được tên lửa Storm Shadow của Anh cùng với tên lửa Scalp tương đương của Pháp, có tầm bắn lên tới 250 km. Kho vũ khí này đã giúp Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, trong đó có Crimea. Kiev đã nhiều lần cam kết sẽ không tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa do các đồng minh phương Tây cung cấp mà không có sự chấp thuận chính thức. Song Berlin dường như không quan tâm. Chuyên gia chính trị Jessica Berlin tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, CEPA, cho biết, tại thời điểm này, việc Berlin từ chối cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev có thể gọi là vấn đề cá nhân của Thủ tướng Đức, có yếu tố cá nhân liên quan đến những cân nhắc chính trị khác. Đó không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến quyết định này, nhưng chắc chắn nó đóng một vai trò nào đó. Theo một tướng Đức giấu tên, việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine chỉ là một quyết định chính trị và lực lượng vũ trang Đức không phản đối quyết định được đưa ra. Trong khi đó, đa số người Đức ủng hộ quyết định của Thủ tướng Scholz không cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine.
Một cuộc thăm dò vào tháng 4 năm nay của Viện FOSA cho thấy chỉ 37% người Đức ủng hộ việc giao tên lửa hành trình tầm xa này tới Kiev, trong khi 56% phản đối động thái đó. Bên cạnh đó, theo cuộc thăm dò hồi tháng 2 của kênh truyền hình ZDF, 62% người Đức ủng hộ các nước châu Âu cung cấp thêm vũ khí, đạn dược cho Kiev, trong khi 32% phản đối. Ngày 20 tháng 9, trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã công bố ý định kết thúc xung đột giữa Nga và Ukraine trong năm nay. Trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh công thức hòa bình của mình là cách duy nhất để giải quyết xung đột hiện tại. Tổng thống Zelensky khẳng định, chúng ta phải củng cố Ukraine một cách tối đa để tổ chức một hội nghị hòa bình thứ hai trong năm nay. Hội nghị có thể kết thúc xung đột này. Hội nghị này nên dẫn đến giải pháp cuối cùng trong cuộc đối đầu với Nga. Tại cuộc họp, người đứng đầu chính quyền Kiev cũng nói rõ hơn các chi tiết của kế hoạch chiến thắng mà ông gửi đến Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Zelensky nói, các quyết định liên quan đến kế hoạch chủ yếu phụ thuộc vào ông Biden. Chúng cũng phụ thuộc vào các đồng minh khác, nhưng có những điểm cần sự ủng hộ và thiện chí từ phía Mỹ. Tôi thật sự hy vọng ông ấy sẽ ủng hộ kế hoạch này. Ông cũng nhấn mạnh rằng, việc thực hiện kế hoạch này sẽ đòi hỏi những quyết định nhanh chóng từ các đối tác và tiết lộ khoảng thời gian cần thiết để triển khai. Tổng thống Zelensky nói, kế hoạch này dựa trên các quyết định cần được thông qua trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 tới. Sau đó kế hoạch sẽ hoạt động. Chúng tôi nghĩ như vậy. Các đồng minh và đối tác hiện tại vẫn đang tăng cường viện trợ cho Ukraine khi cuộc xung đột với Nga đã kéo dài hơn 2 năm. Truyền thông Australia đưa tin, nước này đang xem xét phương án chuyển lô xe tăng M1 A1 Abrams đã ngừng hoạt động sang Ukraine. Theo The Sydney Morning Herald, chính phủ Australia và Mỹ đang xem xét khả năng gửi xe tăng Abrams cho Ukraine. Ấn phẩm này viết, Ukraine có thể sẽ sớm nhận được xe tăng Abrams. Chính phủ Australia và Mỹ đang cân nhắc việc bàn giao chúng cho lực lượng Kiev. Quy trình chuyển giao xe tăng M1 A1 Abrams từ Australia sang Ukraine gồm nhiều bước. Bắt đầu bằng sự phối hợp toàn diện giữa chính phủ Australia và Mỹ, vì những chiếc xe tăng này được sản xuất và mang công nghệ của Mỹ. Theo đó, Canberra phải đảm bảo được sự chấp thuận từ Washington trước khi đưa sang quốc gia khác. Nếu được chấp thuận, giai đoạn tiếp theo là giải quyết vấn đề vận chuyển xe tăng sang Ukraine. Xe tăng đã ngừng hoạt động có thể được hiện đại hóa trước khi vận chuyển, bao gồm kỹ thuật hoặc những sửa đổi để phù hợp với yêu cầu tác chiến trên chiến trường của Ukraine. Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine cũng cần phải tham gia các khóa đào tạo để vận hành những chiếc xe tăng này. Hiện giới chức Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Trong một diễn biến gần đây, Phó đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE Maxim Buzakevich cho biết 2/3 tổng số xe tăng Abrams mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine đã bị phá hủy. Theo nhà ngoại giao Nga, các nước phương Tây đã mở cuộc thảo luận về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sau khi không đạt được mục tiêu bằng các vũ khí khác. Hồi tháng 7, Australia đã loại biên 59 xe tăng Abrams M1 A1 được mua với giá khoảng 340 triệu đô la Mỹ vào năm 2004. Thay vào đó, Canberra dự định sẽ bổ sung vào kho của mình bằng các mẫu mới hơn M1 A2 ZV3 Abrams. Được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực và thông tin liên lạc tiên tiến, xe tăng ZV3 Abrams của Úc có thiết bị điện tử mới giúp tăng cường khả năng phối hợp trên chiến trường. Vũ khí chính vẫn là pháo nòng trơn M256-120mm với hỏa lực mạnh mẽ và độ chính xác cao. Phiên bản này có khả năng bảo vệ giáp được cải thiện và hệ thống chống tên lửa tích hợp giúp tăng đáng kể khả năng sống sót của kiếp lái trong các tình huống chiến đấu hiện đại. ZV3 Abrams được trang bị động cơ tuabin khí mạnh mẽ, cung cấp khoảng 1.500 mã lực, cho phép chúng đạt tốc độ lên đến 67 km/h. Mặc dù mạnh mẽ, nhưng xe tăng không phải là không thể xuyên thủng và chúng dễ bị tổn thương nhất ở nơi có lớp giáp mỏng nhất. Nóc xe, khối động cơ phía sau và khoảng trống giữa thân và tháp pháo. Trong nhiều năm, xe tăng là mục tiêu hàng đầu của mìn, thiết bị nổ tự chế, súng phóng lựu và tên lửa dẫn đường chống tăng. Ngoài ra, số lượng Abrams quá ít được cho là thách thức với Ukraine. Kiev nhiều lần nói rằng với số lượng xe tăng hạn chế như vậy, Abrams khó có thể tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. Nếu thông tin Nga cung cấp là chính xác, việc Ukraine chỉ còn lại 10 chiếc M1 dường như sẽ không thể tạo ra bất cứ bước ngoặt nào với vũ khí này. Kênh CNN hôm 20 tháng 9 dẫn lời hai quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề này cho biết, tình trạng thiếu hụt kho vũ khí có thể sẽ buộc Washington phải trì hoãn các chuyến hàng viện trợ quân sự đã cam kết cho Ukraine.
Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang yêu cầu các nhà tài trợ nước ngoài đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế còn lại đối với việc sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ có 5,9 tỷ đô la Mỹ trong cơ chế đặc biệt quyền rút vốn của Tổng thống PDA được Quốc hội phê duyệt nhằm mục đích đẩy nhanh viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, các gói viện trợ đã trở nên nhỏ hơn trong thời gian gần đây khi kho vũ khí của Mỹ đang cạn kiệt. PDA hiện tại sẽ hết hạn trong vòng 2 tuần tới vì Hạ viện Mỹ không thông qua việc gia hạn hôm 18 tháng 9. Nhà Trắng có thể bị buộc phải thay đổi cách tiếp cận của mình. Chẳng hạn, công bố các gói viện trợ quân sự lớn sẽ mất nhiều tháng để chuyển giao thay vì các lô hàng nhỏ hơn. Tuần trước, tạp chí Phố Quân đưa tin các quan chức phương Tây đã cảnh báo Kiev rằng một chiến thắng hoàn toàn của Ukraine sẽ đòi hỏi nguồn lực khổng lồ mà cả Mỹ và châu Âu đều không thể cung cấp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng mới với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần tới. Ông Zelensky tuyên bố thành công của kế hoạch này sẽ phụ thuộc trực tiếp vào sự chấp thuận và hỗ trợ của Mỹ. Các chỉ huy và chính trị gia Ukraine nhiều lần đổ lỗi cho sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí, dẫn đến những thất bại trên chiến trường và không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, Moscow tuyên bố không có khoản viện trợ nào từ phương Tây có thể ngăn chặn quân đội của họ tại Ukraine. Ngày 20 tháng 9, trong cuộc trò chuyện với Lenta.ru, chuyên gia quân sự đại tá đã nghỉ hưu Andrei Kotkin nhận định, máy bay chiến đấu F-16 được chuyển giao cho Ukraine khó có thể trải qua quá trình hiện đại hóa nghiêm túc, ông nói. Trước hết, chúng ta cần nhớ F-16 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ 4. Chúng ta có máy bay thế hệ thứ 5, vì vậy về mặt này, chúng ta đang đi trước. Vị chuyên gia quân sự này nói thêm, tất nhiên, chúng ta vẫn xem xét các chiến đấu cơ của Mỹ bị bắn hạ và nghiên cứu, trưng bày. Rất nhiều thiết bị như vậy được chở đi khắp nước Nga. Ông cũng cho biết, NATO đang lo sợ các thành tựu kỹ thuật có thể rơi vào tay quân đội Nga. Các quốc gia NATO thậm chí còn loại bỏ mọi thiết bị kỹ thuật số khỏi lựu pháo và khỏi xe tăng Abrams. Mọi thứ có giá trị ít nhất cũng sẽ bị loại bỏ khỏi F-16. NATO không muốn gửi thiết bị hiện đại đến Ukraine để Nga có thể phá hủy chúng sau này. Trước đó, trong một bài báo viết cho tờ The National Interest, cựu quan chức Quốc hội Mỹ ông Brandon Weichert nhấn mạnh, việc nghiên cứu xác máy bay chiến đấu F-16 được chuyển giao cho Ukraine sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh của NATO. Vị cựu quan chức này lưu ý rằng, máy bay chiến đấu khó có thể xoay chuyển tình thế trên chiến trường có lợi cho Ukraine. Trước đó, ngày 18 tháng 9, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov bày tỏ quan điểm rằng máy bay F-16 của Mỹ chuyển giao cho Ukraine không hiệu quả trong chiến đấu khi chúng bị lực lượng phòng không Nga đe dọa. Ông tin các chuyên gia và chính trị gia phương Tây đã phóng đại khả năng của thiết bị kỹ thuật này so với thực tế. Theo ông Leonkov, lực lượng vũ trang Ukraine AFU hiện đang chăm sóc những chiếc F-16 và cố gắng không đưa chúng ra tiền tuyến. Nguyên nhân là do một trong những máy bay được tiếp nhận đã bị rơi do hỏa lực thân thiện từ hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Kiev không chỉ mất thiết bị mà còn mất cả một phi công giàu kinh nghiệm. Điều này làm cho lực lượng tinh nhuệ của quân đội Ukraine càng trở nên thiếu hụt. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bắt đầu tiến hành chiến dịch nhằm bảo vệ Donbass. Ngay sau đó, các nước phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev trong bối cảnh khu vực trở nên trầm trọng hơn do quân đội Ukraine pháo kích. Ngày 21 tháng 9, trong cuộc trả lời phỏng vấn với Sky News Arabia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định quân đội Nga và Trung Quốc đã hợp tác thành công mà không cần tạo ra bất kỳ liên minh quân sự nào. Ông Lavrov cho biết, chúng tôi thường được hỏi khi nào sẽ tạo ra một liên minh quân sự. Chúng tôi không cần phải làm điều đó. Hai nước tổ chức các cuộc tập trận quân sự thường xuyên. Nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định rằng quân đội hai nước có thể hợp tác, thấu hiểu nhau, xây dựng năng lực cho các hành động chung, tập trận chung mà không có bất kỳ liên minh quân sự nào như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo Ngoại trưởng Lavrov, những liên kết đó là tốt nhất trong toàn bộ lịch sử quan hệ giữa Nga và Trung Quốc và chúng mang tính chiến lược. Trước đó, ngày 9 tháng 9, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo sẽ tổ chức tập trận chung với lực lượng hải quân và không quân Nga trong tháng này. Trong đó, cuộc tập trận Nordjoy 2024 dự kiến sẽ diễn ra tại khu vực biển Nhật Bản và biển Okhotsk. Tuy nhiên, ngày cụ thể diễn ra cuộc tập trận vẫn chưa được tiết lộ. Sau thông báo của chính quyền Bắc Kinh, ngày 12 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hải quân nước này và Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật chống các mục tiêu trên biển và trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận tham mưu và chỉ huy mang tên Ocean 2024.
Ngày 20 tháng 9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đã rút lại phát biểu của mình về việc chuyển Crimea cho một ủy ban của Liên Hợp Quốc quản lý, gọi chúng là giả thuyết. Trước đó, trong một hội nghị quốc tế về chiến lược châu Âu diễn ra tại Kiev, ông Sikorski đã đưa ra đề xuất chuyển Crimea cho Liên Hợp Quốc ủy trị và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tình trạng của bán đảo này trong 20 năm. Phát biểu này ngay lập tức đã gây ra phản ứng giận dữ từ các quan chức Ukraine. Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định rằng tham vọng của Nga không được thỏa mãn trên sự thiệt hại của lợi ích Ukraine và luật pháp quốc tế. Phía Moscow cũng có phản ứng tương tự trước gợi ý của Ba Lan về việc đặt Crimea dưới sự quản lý của Liên Hợp Quốc trong 20 năm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, lãnh thổ và các vùng đất của Nga không thể là đối tượng của bất kỳ cuộc thảo luận nào hoặc chuyển giao cho ai. Ông Peskov cũng mô tả ý tưởng này là vô lý. Bán đảo Crimea lịch sử của Nga đã được nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev chuyển giao cho Ukraine vào năm 1954 và đã được Kiev tuyên bố là thuộc về họ sau khi độc lập vào năm 1991. Cư dân Crimea và thành phố Sevastopol đã bỏ phiếu một cách áp đảo để gia nhập Nga vào tháng 3 năm 2014, ngay sau khi cuộc đảo chính Maidan lật đổ chính phủ Ukraine, ủng hộ các nhà dân tộc chủ nghĩa. Kiev vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với Crimea, cũng như các Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk và các khu vực Kherson và Zaporizhia đã gia nhập Nga vào tháng 9 năm 2023. Moscow nhiều lần nói rằng không có vùng lãnh thổ nào trong số này là chủ đề đàm phán. Sau đề xuất Ngoại trưởng Ba Lan, một số chuyên gia ở Nga cũng đã lên tiếng. Nhà lập pháp Nga Leonid Ivlev nói, cư dân Crimea đã trở về Nga một thập kỷ trước và không cần những kẻ can thiệp phương Tây như Sikorski. Vị cựu chuẩn tướng không quân thậm chí còn đề xuất giả định đưa Tây Ba Lan trở thành lãnh thổ ủy trị của Liên Hợp Quốc. Ông Ivlev nhấn mạnh, Crimea là lãnh thổ của Nga một cách lịch sự và hợp pháp. Chúng tôi sống trên đất của chính mình, Ba Lan không thể nói điều tương tự. Ông Sikorski nên nhớ rằng, Phổ, Silesia, Pomerania, Đông Brandenburg và thành phố tự do Dajit đã được cựu thủ tướng Liên Xô, Iosif Stalin chuyển giao cho Ba Lan. Có lẽ chúng ta nên đưa những vùng đất Đức cũ này dưới sứ mệnh của Liên Hợp Quốc và sau đó tổ chức một cuộc trưng cầu ý kiến ở đó. Sau khi phát xít Đức thất bại vào năm 1945, Ba Lan đã nhận được các lãnh thổ cũ của Đức đến đường Oder-Neisse, biên giới hiện đại giữa Đức và Ba Lan, như một khoản bồi thường cho việc nhường lại cho Liên Xô các vùng đất mà họ đã kiểm soát trong những năm 1920. Những vùng lãnh thổ đó đã trở thành một phần của Litva, Belarus và Ukraine hiện nay. Mới đây, tại một hội nghị không quân, không gian và không gian mạng của Hiệp hội Không quân và Vũ trụ, Tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu, USAFE và Bộ Chỉ huy Không quân Đồng minh của Tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO, tướng James Hacker cho biết Ukraine không sử dụng tiêm kích F-16 để thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm nhất vì tiêm kích này vẫn còn mới mẻ với các phi công nước này. Lần đầu tiên Ukraine triển khai tiêm kích F-16 nhận được từ phương Tây trong chiến đấu là vào cuối tháng 8 vừa qua để đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga. Việc sử dụng này phù hợp với kỳ vọng của Ukraine. Dù vậy, theo tướng Hacker, các phi công Ukraine lái tiêm kích F-16 vẫn chưa dành nhiều thời gian cho tiêm kích này, làm hạn chế khả năng của họ khi thực hiện các nhiệm vụ. Tướng Hacker cho biết, các phi công vẫn chưa quen với chiến cơ này, vì vậy họ sẽ không đưa chúng vào các nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Cuối cùng thì vẫn là quyết định của Ukraine, nhưng tôi nghĩ đó là cách tiếp cận họ đang thực hiện. Trước khi Ukraine nhận được những chiếc tiêm kích F-16 từ NATO, một trong những câu hỏi lớn xoay quanh việc chuyển giao này là Kiev thực sự sẽ sử dụng chúng như thế nào trong chiến đấu. Khi Ukraine trình làng những chiếc F-16 nhận vào đầu tháng trước, những hình ảnh ban đầu về máy bay và tên lửa của chúng cho thấy Kiev dường như sử dụng những chiếc tiêm kích hiện đại này trong vai trò không đối không, có thể là để phòng không, thay vì cho các nhiệm vụ như hỗ trợ hỏa lực mặt đất hay áp chế và phá hủy hệ thống phòng không đối phương. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Sysky nói rằng ông không muốn những chiếc F-16 bay quá gần tiền tuyến, nơi chúng có thể bị các hệ thống đất đối không đáng gờm của Nga đe dọa. Ông Sysky khẳng định rằng những chiếc F-16 có thể tăng cường khả năng phòng không của Ukraine. Những chiếc F-16 của Ukraine thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, giúp bảo vệ nước này trước các đợt ném bom ồ ạt của Nga. Hồi cuối tháng trước, xuất hiện thông tin một chiếc F-16 của Ukraine đã rơi trong lúc giao chiến, khiến một phi công hàng đầu của nước này thiệt mạng. Tờ tạp chí Phố Quân trích lời một quan chức Mỹ cho biết, Ukraine đã mất chiếc máy bay tiêm kích F-16 đầu tiên trong số 6 chiếc được các đồng minh phương Tây chuyển giao đợt đầu cho nước này. Chiếc F-16 này đã được triển khai để đối phó với một cuộc tấn công tên lửa của Nga. Cũng theo vị quan chức này,
chiếc máy bay rơi không phải do bị bắn hạ mà có khả năng cao là do lỗi của phi công. Sau vụ việc trên, các cựu phi công quân sự Mỹ có kinh nghiệm lái F-16 nói với Business Insider rằng mặc dù các nhiệm vụ phòng không của Ukraine có thể an toàn hơn so với các nhiệm vụ tấn công mà Kiev có thể thực hiện, nhưng những nhiệm vụ đó vẫn rất nguy hiểm và rủi ro cao. Ngoài môi trường hoạt động đầy thách thức của những nhiệm vụ phòng không, nơi các tên lửa và UAV khác nhau bay xung quanh, thì các phi công Ukraine còn làm việc với một máy bay rất khác biệt với những tiêm kích thời Liên Xô mà họ thường lái. Mặc dù có các tính năng hiện đại, nhưng độ hiệu quả của tiêm kích F-16 còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm không chỉ số lượng máy bay được bàn giao, mà còn cả trình độ thao tác thành thạo của phi công và sự phát triển của các cơ sở hạ tầng hỗ trợ mặt đất. Một trong những trở ngại đáng kể là việc đào tạo phi công, làm chủ các tính năng tiên tiến của tiêm kích F-16, đòi hỏi phi công phải được đào tạo chuyên sâu và chuyên nghiệp. Tiêm kích F-16 có thể sẽ nâng cấp đáng kể năng lực của không quân của Ukraine. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiệu quả thực sự sẽ phụ thuộc vào việc tích hợp liền mạch chúng vào các chiến lược quân sự hiện tại của Ukraine và khả năng thích ứng của lực lượng Ukraine với những máy bay chiến đấu hiện đại này. Tạp chí Nature gần đây cho biết, hàng trăm nhà nghiên cứu người Nga làm việc tại Phòng Thí nghiệm Vật lý Hạt Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu, CERN ở Thụy Sĩ, sẽ phải rời khỏi nước này vào cuối năm nay. Theo đó, CERN cấm tất cả các nhà khoa học có liên hệ với Moscow vào trụ sở của tổ chức này. Theo báo cáo, các nhà khoa học Nga cũng sẽ bị tước mọi giấy phép cư trú tại Pháp hoặc Thụy Sĩ mà họ hiện đang có. CERN đã công bố kế hoạch cắt đứt quan hệ với các chuyên gia Nga vào đầu năm nay. Tháng 12 năm 2023, tổ chức này đã quyết định không gia hạn thỏa thuận hợp tác với Nga. Thỏa thuận hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 11 tới. Hồi tháng 3 năm nay, người đứng đầu bộ phận quan hệ truyền thông của CERN cho biết tổ chức này vẫn còn gần 500 chuyên gia có liên hệ với bất kỳ tổ chức nào của Nga. Đồng thời nói thêm rằng không ai trong số họ có thể làm việc tại CERN sau khi thỏa thuận hết hạn. Tổ chức CERN bắt đầu hợp tác với Liên Xô vào năm 1955. Nga đã nộp đơn xin làm thành viên liên kết vào năm 2012, nhưng đã rút đơn sau 6 năm và vẫn giữ tư cách quan sát viên kể từ đó. Trước đó, tháng 3 năm 2022, CERN đã đình chỉ tư cách quan sát viên này để ứng phó với việc Nga bắt đầu triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nga đã đóng góp tài chính cho tổ chức này và giúp xây dựng máy Large Hadron Collider, máy gia tốc hạt lớn nhất và mạnh nhất thế giới, đã đạt được những gia tốc hạt đầu tiên vào năm 2010. Máy gia tốc hạt lớn này đã cho phép các nhà khoa học xác nhận sự tồn tại của boson Higgs, hạt cung cấp khối lượng cho các hạt khác như electron và quark. Theo Nature, việc Nga không còn đóng góp vào quá trình nâng cấp cường độ cao của máy gia tốc hạt lớn dự kiến vào năm 2029 sẽ khiến CERN thiệt hại khoảng 40 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 47 triệu đô la Mỹ. Nhà vật lý hạt tại chương trình máy gia tốc hạt tuần hoàn electron synchrotron của Đức ở Hamburg, đồng thời cũng là người làm việc với CERN, ông Hannes Jung cho biết, quyết định cắt đứt quan hệ với Nga cũng đồng nghĩa với việc nghiên cứu khoa học của tổ chức này bị thụt lùi. CERN kỳ vọng sẽ tiếp tục làm việc với Viện Nghiên cứu Hạt nhân Trung GINR, một trung tâm nghiên cứu liên chính phủ nằm gần thủ đô Moscow, nơi vận hành máy gia tốc hạt lớn Hadron riêng của mình. Mặc dù quy mô nhỏ hơn, tổ chức này lập luận rằng thỏa thuận của họ với GINR là tách biệt với thỏa thuận với nhà nước Nga. Tuy nhiên, quyết định trên vẫn vấp phải sự lên án từ Ukraine, một thành viên liên kết của CERN. Văn phòng báo chí của Bộ Năng lượng Ukraine mới đây cho biết, trong phiên họp lần thứ 68, Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết có tiêu đề An toàn hạt nhân, an ninh và đảm bảo ở Ukraine với 65 phiếu ủng hộ do 52 quốc gia thành viên đồng tác giả. Nghị quyết xác nhận các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, bao gồm cả nhà máy ở Zaporizhia, phải hoạt động dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ukraine. Trong khi chờ đợi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được đưa trở lại hoạt động dưới sự kiểm soát của Ukraine, Nga có nghĩa vụ phải cấp quyền truy cập không hạn chế cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tới tất cả các cơ sở và thông tin tại nhà máy. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, tài liệu này thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực tiếp theo của IAEA trong việc giải quyết các rủi ro an toàn hạt nhân ở Ukraine. Đặc biệt trong bối cảnh, quyết định của Tổng Giám đốc Cơ quan gửi các phái đoàn giám sát tới các trạm biến áp cao thế quan trọng cho hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Cơ quan quản lý vấn đề năng lượng của chính quyền Kiev cũng nói thêm, nghị quyết cũng ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho Ukraine nhằm đảm bảo hoạt động an toàn của các cơ sở hạt nhân của mình, cùng với sự hỗ trợ chính trị, tài chính và vật chất cho các chương trình liên quan.
IAEA sẽ mở rộng sự hiện diện các phái đoàn giám sát của mình ở Ukraine, bao gồm cả các cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng đến an toàn của các nhà máy điện hạt nhân Ukraine. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh rằng không có lò phản ứng nào được khởi động lại trong bối cảnh cuộc chiến tiếp tục gây nguy hiểm cho an toàn và an ninh hạt nhân của nhà máy ở Zaporizhia. Đầu tháng này, ông Grossi đã tới thăm nhà máy ở Zaporizhia để tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao và tiếp cận đánh giá độc lập những diễn biến tại nhà máy. Chuyến thăm của Tổng giám đốc IAEA diễn ra sau những gì ông gọi là các sự cố đáng lo ngại sâu sắc gần đây tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu và hiện do phía Nga kiểm soát. Trước đó, vào đầu tháng trước, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tháp làm mát của nhà máy và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cũng xảy ra gần cơ sở này. Tờ The Times cho biết Mỹ và Anh có khả năng sẽ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được giữ bí mật để đảm bảo yếu tố bất ngờ. Tờ báo của Anh dẫn nguồn tin thân cận cho biết chính quyền Washington và London đã thảo luận về khả năng cho phép Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa Storm Shadow từ lâu. Người ta dự đoán rằng quyết định này có thể được công bố trong chuyến thăm chung của các quan chức ngoại giao hàng đầu của cả hai quốc gia. Từ tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken và người đồng cấp Anh, ông David Lammy đã đến Kiev. Được biết, cả hai bên đã chuẩn bị các bản tuyên bố cuối cùng. Tuy nhiên, do một số chi tiết chưa được giải quyết, họ đã công bố phiên bản đề cập việc thảo luận thêm về khả năng cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga. The Times cho biết, Mỹ đang kiềm chế phê duyệt cấp phép cho Ukraine cho đến khi họ thấy kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp vào tuần tới. Cũng theo tờ báo này, chính phủ Anh đang muốn tạo ấn tượng rằng bước đi này đến từ nhiều đồng minh NATO hơn nên đã tổ chức một cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italy tại Paris. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết Mỹ đang tập trung hơn vào việc xây dựng di sản của ông Biden và muốn đẩy nhanh quyết định. The Times tiết lộ rằng việc cho phép tấn công Nga bằng tên lửa Storm Shadow có thể được phê duyệt sớm nhất vào tuần tới và sẽ được giữ bí mật để tránh việc Nga có thêm cảnh báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra. Theo một số nguồn tin, Ukraine đang tìm cách sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công căn cứ không quân và các cơ sở quân sự của Nga đã được sử dụng để tấn công Ukraine. Trước đó, các phương tiện truyền thông nói rằng Anh không muốn hành động về vấn đề này mà không có sự chấp thuận từ Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ủng hộ việc ủy quyền cho Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa, đồng thời tỏ ý nghi ngờ về các lằn ranh đỏ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra. Breaking Defense mới đây dẫn nguồn tin riêng cho biết họ đã thu thập được một số chi tiết về vụ rơi máy bay F-16 khiến phi công người Ukraine Alexei Mets tử nạn. Cụ thể là có thể xảy ra do các mảnh vỡ từ một tên lửa Nga bị bắn hạ đã va trúng máy bay. Theo đó, giả thuyết là chiếc F-16 này vô tình bay ngang qua đám mảnh vỡ từ một tên lửa Nga bị bắn trúng trong quá trình đánh chặn của phòng không Ukraine. Breaking Defense cho biết, những mảnh vỡ của tên lửa bị phá hủy này có thể đã gây ra hư hỏng cho động cơ và các bộ phận khác của F-16 khiến phi công tử nạn trước khi anh ta có thể phóng ra ngoài. Theo Breaking Defense, giả thuyết này có khả năng xảy ra nhất xét theo tiền lệ trước đó. Tóm lại, theo nguồn tin, Ukraine đã mất 4 máy bay chiến đấu vì cùng lý do, 2 chiếc MiG và 2 chiếc Su. Nguồn tin nói thêm rằng, những vụ mất mát trước đây không thu hút được nhiều sự chú ý vì chúng là máy bay chiến đấu hiện đại, giá rẻ. Trước đó, ngày 29 tháng 8, một số phương tiện truyền thông phương Tây trích dẫn nguồn tin cho biết một máy bay chiến đấu F-16 đã bị rơi ở Ukraine hôm 26 tháng 8 trong khi đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa và không quân kết hợp của Nga. Phi công Alexei Mets đã thiệt mạng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận chiếc F-16 bị rơi khi đẩy lùi một cuộc tấn công bằng tên lửa từ Nga và phi công đã tử vong. Ngày 20 tháng 9, trên kênh YouTube cá nhân của mình, chuyên gia người Anh Alexander McKerris nhấn mạnh quân đội Ukraine phải sớm rời khỏi lãnh thổ phía nam Donbass do tình hình ở mặt trận này đang ngày càng trở nên căng thẳng. Ông McKerris nói, toàn bộ tình hình với nhóm quân Ukraine ở phía nam Donbass có vẻ thảm khốc. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi nghĩ rằng người Ukraine phải hiểu và nhận ra thực tế này và rút quân ngay lập tức. Nhà phân tích cũng lưu ý, quân đội Nga đang tích cực tiến về phía tây Krasnogorovka, nơi mà Nga đã giành quyền kiểm soát và đang tiếp tục tiến về phía thành phố Kurakhov. Theo chuyên gia này, lực lượng quân đội Moscow sẽ sớm đến được hồ chứa Kurakhov. Thành phố Kurakhovo nằm cách Donetsk khoảng 20 km về phía tây. Theo số liệu năm 2022, dân số ở đây là khoảng 18.000 người. Thành phố có một nhà máy điện lớn và một hồ chứa. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận rằng các chỉ đạo trên hướng Kurakhov và Krasnoarmeysk ở Donetsk vẫn là căng thẳng nhất đối với quân đội Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, ông Sergei Shoigu cho biết hiện tại quân đội Nga đang tích cực tiến quân ở Donbass. Chính quyền Moscow đã giành quyền kiểm soát gần 1.000 km vuông lãnh thổ vào tháng 8 năm nay và tuần đầu tiên của tháng 9.
Trong khi đó, mỗi ngày quân đội Ukraine bị thiệt hại tới 2.000 binh lính. Ngày 20 tháng 9, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov cho biết Nga đã gửi thêm 2 chiếc Tesla Cybertruck của hãng Tesla Mỹ đến khu vực chiến sự trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cũng đăng một video cho thấy 2 chiếc xe điện này. Đoạn video xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông Kadyrov nói rằng ông Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla, đã vô hiệu hóa từ xa một chiếc xe Cybertruck mà tỷ phú người Mỹ đã tặng cho ông Kadyrov. Ông Musk trước đó đã bác tín đã tặng xe cho lãnh đạo Chechnya hồi tháng 8 và chưa bình luận về thông tin đã vô hiệu hóa chiếc Cybertruck. Đoạn video được đăng tải cho thấy 2 chiếc Cybertruck được gắn súng máy do các quân nhân điều khiển. Những chiếc xe di chuyển dọc theo một con đường đất qua một khu rừng rậm rạp, trong khi có 2 xe địa hình đi kèm. Sau đó, các xe này dừng trên một ngọn đồi nhỏ và nổ súng vào một máy bay không người lái. Ông nhận định thiết bị của phương Tây đang hoạt động rất tốt chống lại Ukraine. Tính cơ động, tiện lợi là những điều rất được ưa chuộng. Theo ông Kadyrov, không thể có một cách quảng cáo nào tốt hơn cho Cybertruck. Nga chắc chắn biết cách sử dụng chúng. Tesla Cybertruck là một chiếc xe bán tải điện có thiết kế vẻ ngoài khác lạ, giá bán từ 80.000 đô la Mỹ. Chiếc xe không được thiết kế cho mục đích quân sự, nhưng ông Kadyrov đã lắp một khẩu súng máy ở thùng hàng phía sau xe. Ông Kadyrov cho hay, 2 chiếc Cybertruck mới được gửi tới Ukraine không bị ảnh hưởng bởi việc ông Musk vô hiệu hóa chiếc xe mà lãnh đạo Chechnya được tặng. Ông Kadyrov không nêu rõ bằng cách nào ông sở hữu 2 chiếc Cybertruck đã được gửi tới Ukraine. Lãnh đạo Chechnya đánh giá cao chiếc Cybertruck đã được gửi đến tiền tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và gọi nó là siêu xe quái vật. Theo ông, chiếc xe đã thể hiện khả năng cơ động và bảo vệ tốt cho các binh sĩ, cũng như có màn thể hiện xuất sắc trên chiến trường. Trong cuộc xung đột ở Ukraine, hệ thống Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Musk trở thành phương tiện liên lạc chính của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, tỷ phú Musk đã nhiều lần tuyên bố không cho phép Ukraine sử dụng Starlink để thực hiện các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Báo Pravda vừa qua dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đang chứng kiến sự gia tăng ứng tuyển tân binh mỗi tháng. Quan chức phụ trách tuyển dụng tân binh của Kiev Oleksiy Bezevet nói, trung bình mỗi tháng có 6.500 tình nguyện viên được tuyển dụng trên toàn quốc. Chính những con người này tạo nên lực lượng phòng vệ Ukraine. Cũng theo ông Bezevet, lực lượng phòng vệ Ukraine có khoảng 10.000 vị trí tuyển dụng, bao gồm cả đầu bếp, thợ máy, luật sư, người vận hành máy bay không người lái UAV và nhân viên y tế. Cục Biên phòng Quốc gia, Vệ binh Quốc gia, các lực lượng vũ trang và Cục An ninh Ukraine đều đang chiêu mộ thành viên mới. Ông Bezevet thống kê hơn 17.000 công dân trên khắp đất nước đã sử dụng mạng lưới các trung tâm tuyển dụng. Một nhóm tuyển dụng dân sự được đào tạo đặc biệt đã tham gia hỗ trợ chuyên môn cho họ. Nhà chức trách cam kết không ban hành bất kỳ lệnh triệu tập nào tại các trung tâm tuyển dụng hoặc những nơi lân cận. Trước đó, trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky kêu gọi dừng cung cấp phúc lợi cho nam giới Ukraine đang sống ở châu Âu để giúp Kiev huy động thêm quân cho chiến trường. Sau gần 31 tháng xung đột với Nga, Ukraine cần nhiều binh lính hơn để duy trì các tuyến phòng thủ và luân chuyển quân lính đã kiệt sức. Nga vẫn có lợi thế đáng kể về quân số và vũ khí so với Ukraine trên chiến trường. Đầu năm này, Ukraine thông qua luật nghĩa vụ mới và triển khai các biện pháp khác, bao gồm hạ độ tuổi gọi nhập ngũ từ 27 xuống 25 để có thêm binh lính. Theo luật mới, Kiev yêu cầu các nam giới Ukraine sống ở nước ngoài đăng ký lại thông tin nghĩa vụ quân sự trực tuyến và khuyến khích họ trở về nước để tham gia chiến đấu. Ukraine áp đặt thiết quân luật khi cuộc xung đột nổ ra năm 2022 để cấm nam giới từ 18 đến 60 tuổi ra nước ngoài mà không có giấy phép đặc biệt và bắt đầu động viên thường dân và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, nhiều nam giới trong độ tuổi nhập ngũ vẫn trốn ra nước ngoài để tránh nghĩa vụ quân sự. Trong bối cảnh có những thông tin về tình trạng tham nhũng trong hệ thống tuyển quân, giúp một số nam giới thoát nghĩa vụ quân sự bằng cách hối lộ. Người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec Sergei Chemezov vừa qua tiết lộ, trong hơn 2 năm qua, các hệ thống vũ khí mới của Nga đã bỏ qua các cuộc thử nghiệm thực địa truyền thống và thay vào đó, chúng được thử nghiệm trực tiếp trong điều kiện chiến đấu thực tế ở Ukraine. Theo nhiều chuyên gia nghiên cứu, việc Nga quyết định bỏ qua các cuộc thử nghiệm truyền thống không phải do bất kỳ lỗi nào trong hệ thống mà là để tiết kiệm thời gian trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Ông Chemezov giải thích, các mẫu vũ khí, thiết bị mới sẽ được thử nghiệm không phải trên các thao trường mà là trong điều kiện chiến đấu thực tế. Cách tiếp cận này rút ngắn đáng kể con đường từ xưởng sản xuất đến các đơn vị quân đội. Bỏ qua quá trình thử nghiệm không chỉ giúp Nga tiết kiệm thời gian mà còn tiết kiệm cả vật liệu được sử dụng để sản xuất một số hệ thống nhất định.
Điều này cũng là nhằm mục đích đẩy nhanh quá trình triển khai của chúng. Ví dụ, trong cuộc xung đột ở Ukraine, người ta nhìn thấy các quả đạn pháo 122mm và 152mm của Nga có màu xanh vàng. Lý do là vì các nhà sản xuất của Nga nhận thấy những loại đạn này khi chuyển thẳng ra tiền tuyến sẽ không cần thiết phải có lớp vỏ ngoài chống ăn mòn thông thường hoặc trường thông tin kỹ thuật được in trên đó, vốn chỉ phục vụ cho việc lưu trữ lâu dài. Chiến lược này cũng là một phần lý do tại sao một viên đạn pháo của Nga có chi phí sản xuất khoảng 1.000 đô la Mỹ, trong khi Ukraine nhận được đạn 155mm của phương Tây có giá khoảng 5.000 đô la Mỹ trở lên. Theo trang phân tích quân sự Bulgarian Military, việc bỏ qua các cuộc thử nghiệm thực địa trong quá trình phát triển vũ khí mới chắc chắn giúp Nga tiết kiệm thời gian, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro nhất định. Các cuộc thử nghiệm thực địa rất quan trọng. Chúng không chỉ xác nhận các thông số kỹ thuật của hệ thống mà còn giúp phát hiện ra những sai sót hoặc điểm yếu tiềm ẩn cần khắc phục. Với việc thử nghiệm trong môi trường được kiểm soát, các kỹ sư và kỹ thuật viên có thể phân tích một cách có hệ thống cách thức vũ khí hoạt động. Quá trình này rất quan trọng để đảm bảo cho hệ thống vũ khí hoạt động tốt trong điều kiện chiến đấu. Nếu không có các cuộc thử nghiệm như vậy, nguy cơ hỏng hóc ở tiền tuyến sẽ tăng lên, dẫn đến thiệt hại cả về người và những thiết bị có giá trị. Quân nhân Nga cũng sẽ mất đi cơ hội nắm bắt kinh nghiệm thực tế về các hệ thống mới, hiểu được bản chất của chúng và cách xử lý nhiều tình huống khác nhau. Hơn nữa, các cuộc thử nghiệm thực địa cho phép mô phỏng nhiều tình huống, bao gồm cả những điều kiện khắc nghiệt không dễ dự đoán được trong chiến đấu thực tế. Nếu chỉ dựa vào các cuộc thử nghiệm trong chiến đấu thực tế, lực lượng Nga khó có thể dự đoán được vũ khí sẽ hoạt động như thế nào trong những trường hợp bất ngờ, từ đó dẫn đến thất bại và mất đi lợi thế chiến lược. Việc thử nghiệm kỹ lưỡng là điều cần thiết để đảm bảo cả hiệu quả và tính an toàn của các hệ thống vũ khí mới, mặc dù có vẻ thực dụng khi bỏ qua các cuộc thử nghiệm thực địa để nhanh chóng triển khai ra tiền tuyến, nhưng cách tiếp cận này sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong dài hạn. Các vấn đề kỹ thuật, đào tạo quân nhân không đầy đủ và không có khả năng mô phỏng các điều kiện chiến trường phức tạp có thể dẫn đến tổn thất nghiêm trọng quân đội của nước này. Bên cạnh đó, việc Nga triển khai nhanh chóng các hệ thống vũ khí mới ra tiền tuyến mà không qua thử nghiệm thực địa rộng rãi cũng làm nổi bật bối cảnh quân sự hiện tại và các lựa chọn chiến lược của Điện Kremlin. Trước hết, tốc độ triển khai các hệ thống này cho thấy tính cấp bách của tình hình chiến sự ở Ukraine. Nga đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc nâng cao công nghệ và vũ khí quân sự để tăng cường các chiến dịch và giảm thiểu tổn thất. Với tình hình chiến đấu căng thẳng, các chỉ huy Nga có thể ưu tiên triển khai nhanh chóng các vũ khí mới hơn là các giai đoạn thử nghiệm mở rộng. Việc bỏ qua thử nghiệm thực địa cũng có thể cho thấy Nga tự tin vào hiệu quả của các hệ thống vũ khí mới. Ngoài ra, việc triển khai vũ khí nhanh chóng ra tiền tuyến cũng có thể bị tác động bởi các động cơ chính trị trong nước khi Nga đang nỗ lực thể hiện sức mạnh và năng lực quân sự để duy trì sự ủng hộ của dư luận. Trong bối cảnh này, việc triển khai thành công các loại vũ khí mới, ngay cả khi không có thử nghiệm mở rộng, sẽ trở thành đòn bẩy chính trị. Mặt khác, việc triển khai vũ khí mới nhanh chóng có thể cho thấy tình trạng thiếu nguồn lực hoặc áp lực kinh tế. Nguồn ngân sách hạn chế có thể là lý do khiến Nga cắt bớt khâu thử nghiệm toàn diện để nhanh chóng đưa vào triển khai. Trong bối cảnh cuộc đua Tổng thống Mỹ năm nay ngày càng gần, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Mỹ Kamala Harris đang thúc đẩy ưu thế tài chính trước ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump ở giai đoạn nước rút của cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Mỹ, trong 8 tháng vừa qua, chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chi 174 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động tranh cử. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump chỉ chi 61 triệu đô la Mỹ. Cả bà Harris và ông Trump cho biết phần lớn chi tiêu của họ là dành cho quảng cáo, với số tiền nhỏ hơn để trả cho các cuộc vận động, đi lại và trả lương nhân viên. Chiến dịch tranh cử của bà Harris cũng cho biết đã quyên góp 75.000 đô la Mỹ cho Quỹ Thống nhất Detroit, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm tăng tỷ lệ cử tri da màu đi bầu cử ở Michigan, một bang chiến trường lớn trong cuộc bầu cử năm nay. Dù gia nhập đường đua muộn, nhưng bà Harris đã vận động quyên góp được số tiền kỷ lục. Ngân sách của bà tính đến cuối tháng 8 năm nay là 235 triệu đô la Mỹ, trong khi của ông Trump là 135 triệu đô la Mỹ. Mặc dù lợi thế tài chính sẽ giúp bà Harris phủ sóng quảng cáo trên truyền hình trong suốt cuộc bầu cử, nhưng điều này vẫn có thể không mang lại chiến thắng chung cuộc. Trong nhiều cuộc thăm dò gần đây, cả hai ứng cử viên đều đang ngang ngửa nhau về tỷ lệ phần trăm cử tri ủng hộ, kể cả ở các bang chiến trường mang tính quyết định. Trước đó, trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016, cựu tổng thống Donald Trump đã đánh bại đối thủ của mình là bà Hillary Clinton, dù ông huy động được ít tiền hơn Đảng Dân chủ. Ngày 20 tháng 9, Sở Mật vụ Mỹ đã công bố kết quả điều tra nội bộ về cựu tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt trong cuộc meeting ở thành phố Butler, bang Pennsylvania hồi giữa tháng 7 vừa qua. Trong kết quả điều tra sơ bộ, cơ quan này thừa nhận đã mắc hàng loạt sai sót trong chuẩn bị kế hoạch, như không phân chia chức trách và phân quyền chỉ huy rõ ràng giữa nhân viên mật vụ và lực lượng an ninh địa phương, cũng như không bảo đảm liên lạc thông suốt giữa các đơn vị dùng bộ đàm ở dải tần số khác nhau. Sau khi kết quả điều tra được công bố, Sở Mật vụ Mỹ cũng phát hiện một số nhân viên đã không tuân thủ quy tắc hoạt động của lực lượng. Quyền Giám đốc Mật vụ Mỹ, ông Ronald Rowe, nói: "Đây là thất bại của Sở Mật vụ Mỹ. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về những thất bại trong ngày 13 tháng 7 và rút kinh nghiệm để không tái phạm. Một số thành viên đã rất chăm chỉ,
nhưng một số người cũng chủ quan dẫn tới vi phạm quy trình. Ông Rowe cũng cho rằng cơ quan này cần thay đổi cách thức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh. Sau khi công bố báo cáo, cuộc điều tra về những sai sót của Sở Mật vụ Mỹ sẽ chuyển sang giai đoạn giải trình, xem xét hành động của từng nhân viên, trong đó có thể kỷ luật hoặc sa thải những người vi phạm quy định. Quyền giám đốc Rowe nhấn mạnh, những nhân viên này sẽ phải chịu trách nhiệm. Sở Mật vụ là một trong những cơ quan có hình thức kỷ luật nghiêm ngặt nhất. Cuối tuần trước, cựu Tổng thống Trump lại một lần nữa suýt bị ám sát tại sân golf của ông ở West Palm Beach, bang Florida. Sự việc khiến Sở Mật vụ càng đối mặt thêm nhiều chỉ trích và thách thức. Cựu giám đốc Kimberly Chandler trước đó phải từ chức vì những sai sót của cơ quan này trong vụ ám sát hụt ông Trump ở Butler. Các điểm bỏ phiếu tại ba bang của Mỹ gồm Virginia, Minnesota và South Dakota đã mở cửa vào ngày 20 tháng 9 theo giờ địa phương, cho phép cử tri bỏ phiếu sớm theo hình thức trực tiếp trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Những hình ảnh trên kênh truyền hình MSNBC của Mỹ cho thấy, cử tri bang Virginia xếp hàng để bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu ở bang này sẽ mở cửa cho đến ngày 2 tháng 11. Hai bang Minnesota và South Dakota cũng tạo cơ hội cho cử tri bắt đầu bỏ phiếu trực tiếp vào ngày 20 tháng 9 theo hình thức khác. Hai bang này nằm trong số 23 bang cho phép cử tri trực tiếp nộp phiếu vắng mặt tại các văn phòng bầu cử hoặc các địa điểm khác được chỉ định, thay vì gửi qua đường bưu điện. Trước đó ngày 11 tháng 9, Alabama đã trở thành bang đầu tiên bắt đầu gửi phiếu bầu qua đường bưu điện cho cử tri khi họ không thể đi bỏ phiếu theo hình thức trực tiếp. Đây là một trong 10 bang bắt đầu gửi phiếu bầu qua đường bưu điện cho cử tri trong vòng hơn 45 ngày trước ngày bầu cử ngày 5 tháng 11. Theo luật, phiếu bầu cho cử tri trong quân đội và ở nước ngoài phải được gửi trước ngày bầu cử 45 ngày. Vì vậy, phiếu bầu cho nhóm cử tri này sẽ được gửi qua đường bưu điện vào ngày 21 tháng 9 theo giờ địa phương. Các chuyên gia dự đoán sẽ có một số lượng lớn cử tri đi bỏ phiếu sớm trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Theo dữ liệu của Viện Công nghệ Massachusetts trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, hơn 69% số phiếu bầu là những lá phiếu bỏ sớm theo hình thức trực tiếp hoặc phiếu được gửi qua đường bưu điện. Con số này trong cuộc bầu cử năm 2016 và 2012 lần lượt là 40% và 33%. Chiều ngày 17 tháng 9 và 18 tháng 9, hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm đã phát nổ tại Liban, khiến nhiều người thương vong. Chính quyền Liban, nhóm vũ trang Hezbollah và Iran đều quy trách nhiệm cho Israel. Giới chuyên gia khu vực cũng dồn mọi chú ý vào Tel Aviv. Chuyên gia khoa học máy tính và kỹ thuật điện tử tại Đại học Tây Virginia ở Mỹ, ông Anuak Srivastava cho biết, bản thân bộ đàm và máy nhắn tin đã chứa một số thành phần thiết yếu cho thiết bị nổ, gồm pin và mạch điện tử đóng vai trò cơ chế kích hoạt. Ông Srivastava nói, chỉ cần lắp thêm kíp và thuốc nổ để có thể biến chúng thành bom điều khiển từ xa. Vi mạch điện tử cấy vào bảng mạch thiết bị sẽ có thể kích hoạt khối nổ khi máy nhận tín hiệu từ bên ngoài. Cựu chuyên gia xử lý bom mìn của quân đội Anh, ông Carl Robson, nhận định khối chất nổ trong thiết bị chỉ cần nặng không quá 2 gram để gây sát thương. Cựu chuyên gia xử lý bom mìn lý giải, kể cả khi không có chất nổ, thì kíp nổ gài trong máy vẫn có thể gây thương tích. Trong thư gửi Liên Hợp Quốc, Liban cho biết loạt thiết bị phát nổ trong vụ việc xảy ra sau khi nhận được tin nhắn. Cựu đặc vụ tình báo Israel, tiến sĩ Eyal Pinko giải thích, tin nhắn có thể chứa chuỗi ký tự hoặc biểu tượng theo thứ tự cụ thể, có vai trò kích hoạt thiết bị nổ. Ông nói, kíp nổ dùng điện từ pin máy và kích hoạt khối thuốc nổ, quá trình này diễn ra rất nhanh chóng chỉ trong chớp mắt. Trong khi đó, cựu chuyên gia xử lý bom mìn của lục quân Anh, ông Sean Muhouse, lại nêu giả thuyết khác. Thiết bị này sẽ phát ra tiếng bíp, báo hiệu khi nhận tin nhắn, bên tấn công có thể can thiệp vào mạch điều khiển, khiến phần điện cấp cho loa chuyển thành cấp cho kíp nổ khi nhận tin nhắn. Tuy nhiên, ông Morehouse cũng thừa nhận vẫn còn câu hỏi lớn về cách bên tấn công can thiệp và lập trình máy nhắn tin để chúng phản ứng với tin nhắn hoặc tín hiệu kích hoạt. Chuyên gia Srivastava cũng đề cập một giả thuyết khác. Bên tấn công có thể truyền tín hiệu đặc biệt qua mạng di động tới máy nhắn tin, thiết bị sẽ phát nổ khi nhận được tín hiệu này. Với cơ chế tương tự, bên tấn công thiết lập kênh sóng và tần số riêng trên bộ đàm nhằm kích hoạt mạch điều khiển thiết bị nổ khi có tín hiệu đặc biệt. Theo Srivastava, việc cấy mạch điều khiển kíp nổ và mạch điện tử của thiết bị đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. Ông cho biết, vi mạch điều khiển cũng phải được lập trình để nhận dạng chuỗi âm thanh hoặc tín hiệu duy nhất, đảm bảo tính chính xác và giảm nguy cơ kích nổ ngoài ý muốn. Chưa rõ chính xác loại chất nổ nào mà bên tấn công cài vào bộ đàm và máy nhắn tin của Hezbollah. Một số chuyên gia nhận định chất nổ có thể là PETN hoặc TNT hoặc loại tương đương.
giáo sư tại Đại học London, ông Andrea Sella cho biết, người ta có thể trộn các loại chất khác nhau để tạo ra thuốc nổ dẻo, có thể nhét vào mọi ngóc ngách trong máy nhắn tin. Các video quay cảnh thiết bị liên lạc phát nổ tại Liban cho thấy bên đứng sau sử dụng phương pháp rất giống nhau trong các vụ tấn công. Lượng thuốc nổ đồng đều dù được cài bên trong các thiết bị khác nhau. Chuyên gia Robson cho rằng số người thiệt mạng trong vụ nổ bộ đàm cao hơn do thiết bị này lớn, chứa được nhiều thuốc nổ hơn và cũng thường được sử dụng ở những nơi đông người. Vụ nổ bộ đàm diễn ra vào hôm sau, đúng lúc nhiều thành viên Hezbollah đang tập trung để đưa tang những người thiệt mạng ngày hôm trước. Trong khi đó, máy nhắn tin có kích thước nhỏ và chủ yếu gây thương tích cho bản thân người sử dụng. Loạt vụ nổ được xảy ra vừa rồi nhận định là đã đánh vào gót chân Asin của Hezbollah khi phá hủy phương tiện liên lạc trọng yếu mà họ sử dụng. Một quan chức Hezbollah nhận định đây là sự cố an ninh lớn nhất mà nhóm đối mặt sau gần một năm leo thang đụng độ với Israel. Hiện tại, giới chức Liban đang cấm mang những loại thiết bị đã gây ra hai vụ nổ kinh hoàng vừa qua lên máy bay hoặc vận chuyển chúng bằng đường hàng không. Lực lượng an ninh sân bay Liban tuyên bố sẽ tịch thu máy nhắn tin và bộ đàm nếu phát hiện ra chúng. Ngày 20 tháng 9, hãng tin Spiegel của Đức cho biết nước này sẽ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa trên 3 phi cơ mới của chính phủ được các nhà lãnh đạo cấp cao sử dụng. Theo Spiegel, Bộ Quốc phòng Đức sẽ đệ trình một hợp đồng tương ứng lên Ủy ban Ngân sách Quốc hội để phê duyệt chương trình này vào cuối năm nay. Ba máy bay A350 mới do Airbus sản xuất sẽ chủ yếu dành cho Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, Thủ tướng Olaf Scholz và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Annalena Baerbock sử dụng. Chúng dự kiến được trang bị hệ thống hồng ngoại, có thể vô hiệu hóa đầu dò tên lửa đang bay tới bằng sung laser. Hệ thống công nghệ cao dự kiến được lắp đặt trên A350 do công ty Elbit của Israel phát triển. Nhiều máy bay vận tải quân sự đã được trang bị hệ thống này. Việc lắp đặt sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn để tránh trường hợp cả ba máy bay đều ngừng hoạt động cùng một lúc. Chiếc cuối cùng trong số 3 máy bay này đã được bàn giao cho quân đội Đức vào tháng 6 năm nay. Bộ Quốc phòng Đức đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận hoặc câu hỏi từ truyền thông về cách bảo vệ các máy bay khác của chính phủ khỏi nguy cơ bị tấn công tên lửa. Ngày 20 tháng 9, công ty LIG Next One của Hàn Quốc cho biết đã ký kết hợp đồng xuất khẩu tên lửa Cheongung 2, tức Thiên Cung 2, trị giá 3.713,5 tỷ won, tương đương với 2,8 tỷ đô la Mỹ với Bộ Quốc phòng Iraq. Trước Iraq, hai quốc gia Trung Đông khác là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Ả Rập Xê Út cũng đã đặt mua loại tên lửa này từ Hàn Quốc. Cheongung 2 là loại tên lửa hiện đại được trang bị công nghệ kiểm soát đánh chặn tên lửa đạn đạo, radar chức năng và hệ thống thăm dò chính xác để tương tác nhiều mục tiêu, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay. Hệ thống tên lửa phòng không Cheongung 2 được mệnh danh là tên lửa Patriot phiên bản Hàn Quốc. Đây là nguồn lực trọng tâm trong hệ thống phòng không tầm thấp, đồng thời là vũ khí chiến lược trong hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của Hàn Quốc KMD. Tên lửa này do Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng Hàn Quốc ADD phát triển. Cùng với đó, tên lửa và hệ thống tích hợp do công ty LIG Next One sản xuất, radar đa chức năng do công ty Hanwha Systems đảm nhiệm, trong khi bệ phóng và phương tiện vận chuyển được công ty Hanwha Aerospace chế tạo. Hệ thống tên lửa Cheongung 2 lần đầu được xuất khẩu sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vào năm 2022, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc. Hợp đồng với UAE có giá trị khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ, trở thành hợp đồng vũ khí đơn lẻ lớn nhất của Hàn Quốc tính đến thời điểm đó. Tháng 11 năm 2003, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng với Ả Rập Xê Út xuất khẩu 10 tên lửa Cheongung 2 có tổng trị giá 3,2 tỷ đô la Mỹ. Việc xuất khẩu hệ thống tên lửa Cheongung 2 sang Iraq cũng bắt đầu được trực tiếp đề cập sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Iraq thăm Hàn Quốc và gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp công nghiệp Hàn Quốc, trong đó có LIG Next One hồi tháng 3 năm 2024. Vào tháng 5 năm nay, doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã công khai thông tin đang đàm phán về khả năng xuất khẩu tên lửa Cheongung 2 sang Iraq. Việc tên lửa Cheongung 2 được triển khai liên tiếp tại ba nước Trung Đông đã mở ra tiềm năng xuất khẩu các hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc. Ngày 21 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Israel Oren Mamorskin cho biết đã nộp đơn khiếu nại thẩm quyền tòa hình sự quốc tế sau khi công tố viên cơ quan này yêu cầu phát lệnh bắt Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông Mamorskin nói, chính phủ Israel đã đệ đơn khiếu nại chính quyền về quyền hạn của tòa án hình sự quốc tế, cũng như tính hợp pháp trong yêu cầu của công tố viên về phát lệnh bắt Thủ tướng cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant. Theo Tel Aviv, công tố viên tòa hình sự quốc tế đã vi phạm các quy tắc vì không cho Israel cơ hội thực hiện quyền tự điều tra các khiếu nại. Trước khi yêu cầu phát lệnh bắt, động thái của Israel có thể trì hoãn thêm thời gian ICC phát lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallant. Hồi tháng 5 năm nay, công tố viên ICC Karim Khan đã yêu cầu phát lệnh bắt quan chức Israel vì cáo buộc phạm tội ác và tội ác chống loài người ở giải Gaza. Ông Khan cũng yêu cầu phát lệnh bắt các thành viên Hamas,
cấp cao gồm ông Yahya Sinwar và ông Ismail Haniyeh và ông Mohammed Deif với các cáo buộc tương tự. Tuy nhiên, ngày 2 tháng 8, công tố viên ICC hủy đơn xin lệnh bắt ông Haniyeh sau khi thủ lĩnh Hamas thiệt mạng ở Iran. Đối với ông Deif, Israel nói ông đã bị hạ sát trong một cuộc không kích ngày 13 tháng 7 ở miền nam dải Gaza, song Hamas phủ nhận thông tin. ICC chưa phát lệnh bắt Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, văn phòng công tố viên Khan tháng trước thúc giục ICC hành động nhanh chóng, nhấn mạnh luật pháp đã quy định rằng ICC có thẩm quyền với trường hợp này.